Sáng ngày 18 tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở và trưởng ban nữ công đoàn cơ sở tiêu biểu. Sự hội nghị có ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tại hội nghị, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định đã biểu dương 95 Chủ tịch Công đoàn cơ sở và trưởng ban nữ công đoàn cơ sở tiêu biểu. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh nhấn mạnh 95 đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở và trưởng ban nữ công đoàn cơ sở tiêu biểu là những đồng chí có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn, gắn bó trực tiếp, thường xuyên làm việc với người lao động tại cơ sở. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các đồng chí tiếp tục cùng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên nói chung cũng như đoàn viên nữ công nhân lao động nói riêng và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình tại cơ sở. Chị rất là vui mừng hôm nay được thay mặt cho toàn bộ chị em nữ công của Khoa Bảng Nam Định là đại diện nhận bằng khen về trưởng ban nữ công đoàn cơ sở tiêu biểu. Với sự quan tâm chỉ đạo của ban lãnh đạo cũng như là của chủ tịch công đoàn cơ sở thì bọn chị cũng đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và cũng tạo cho chị em một cái không khí hoạt động trong công tác nữ công rất là sôi nổi nhân kỷ niệm các cái ngày lễ như là ngày mùng 8 tháng 3 hoặc là ngày 20 tháng 10 là ban lãnh đạo cũng như công đoàn tổ chức cho chị em đi tham quan học tập kinh nghiệm. Cũng tại hội nghị đã công bố quyết định trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, lãnh đạo của các huyện, thành phố và các sở ngành của tỉnh.